nghe đọc truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ma kinh dị Quán của hai ngôi mộ hoang qua giọng đọc đình soạn nhận được tin chú mình mất đã hơn hai tháng mà hoàng chưa thể về được do kẹt kỳ thi tốt nghiệp đồng thời do đường xá quá xa xôi cho đến ngày hôm nay mới leo lên được máy bay về nước hoàng bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm với ông chú ruột mà hoàng thương như cha bởi cha mất sớm Nên suốt quãng đời thơ ấu của Hoàng Hầu như gắn bó với chú Và sự lớn lên của anh Cũng như xuất ngoại đi du học Cũng là một tay ông chú này Bởi vậy khi hay tin ông mất Mà mình về không được Hoàng đã day dứt suốt cả tháng trời sau đó Hơn 5 tiếng đồng hồ ngồi máy bay Vậy mà vừa xuống phi trường Hoàng đã thuê xe về ngay quê nhà Nơi cách thành phố đến hơn trăm cây số Người tài xế cũng ái ngại dùng Hoàng Bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi Sao cậu không có nghỉ lại khách sạn Rồi mai hãy về sớm Hoàng cười nhẹ À tôi có việc gấp Anh tranh thủ ngả lưng ra băng ghế Cố chợp mắt đi một lát Nhưng chỉ được vài phút Thì chợt giật mình Bởi chiếc xe thắng gấp Kèm theo tiếng cầu nhau của người tài xế Bộ điên chắc Hoàng mở mắt ra rồi hỏi Có chuyện gì vậy anh Chỉ tay về phía lề đường Bác tài xế đáp Tôi mà không có thắng kịp Thì cô ta đi đời rồi Thoáng thấy một bóng người mặc chiếc áo dài trắng Đứng bơ vơ bên vệ đường Hoàng ngạc nhiên Cô gái đó sao Cô ta từ bên lề đường Bất thần lao ra chặn đầu xe của mình Nếu mà tôi thắng không có kịp Thì không biết là chuyện gì đã xảy ra nữa Hoàng chưa kịp có ý kiến Thì đã thấy cô gái tiến đến bên gần xe Nói gì đó lý nhí Mà trong xe Hoàng không nghe rõ Anh hỏi Cô ta nói gì vậy anh Bác tài xế có vẻ không hài lòng Cô gái xin quá giang Nhìn ra thấy cô gái đang xách trên tay Một chiếc vali lớn Có vẻ nặng nề Hoàng tỏ ra thương cảm Chắc là cô ta về xa mà không có đón được xe gì đó Bác tài xế lắc đầu Cái thời buổi này Hơi sức đâu mà tin mấy cái cô cậu kiểu đấy Bọn lừa đảo bây giờ nhiều chiêu lắm Nhưng mà Hoàng đã đột ngột quyết định Anh cứ hỏi xem cô ta đi đâu và không đợi cho bác tài xế hỏi hoàng đã kéo kính gió xuống ló đầu ra rồi hỏi cô muốn đi nhà cô gái mừng rỡ dạ em về vĩnh long mà giờ này không còn xe em đón hoài mà không ai cho quá giang em thân gái không biết phải làm sao nữa hoàng nhìn cô nàng mặc dù trời đang tối nhưng cũng nhận ra nét duyên dáng trong sáng của một nữ sinh anh nói liền tôi cũng về vĩnh long vậy cô cứ đi lên xe đi xe còn rộng mà Hoàng quay sang nói với bác Tài Cứ cho cô ấy quá giang Mình giúp đỡ nhau đi Bác Tài vẫn lảo bảo Cậu rước phiền phức cho coi Nhưng mà Hoàng vẫn cương quyết Tôi không có ngại anh cứ chở đi Đích thân Hoàng bước xuống xe Mở cửa và mời Cô lên ngồi phía sau với tôi Mình là đồng hương mà Cô gái hơi ngượng khi phải ngồi chung với người lạ Nhưng Hoàng đã chấn an Tôi đi du học mới về Tôi quen cái cách xử sự của phương Tây rồi Nên cô đừng có ngại Ngồi chung mà hồn riêng thì đâu có việc gì phải sợ Thấy Hoàng vui vẻ Nên cô gái cũng bước lên ngồi bên trong Hoàng bảo tài xế Anh cho cái vali của ấy ra thùng xe cho nó gọn Lúc đầu bác tài xế không có cảm tình với cô nàng Nhưng khi đã nhìn rõ mặt Thì anh chàng lái xe có vẻ giật mình Cô ta đẹp và hiền quá Nên anh lại có cảm tình Sau khi cho vali vào trong thùng xe Anh tài xế còn hỏi Cô đón xe bao lâu rồi Dạ hơn một tiếng đồng hồ Mà chiếc xe nào cũng từ chối Mà nào em có quá giang không đâu Không hiểu ý cô nàng hoàng hỏi lại Cô nói thế là sao Anh tài xế giải thích giúp Cô ấy nói là mình quá giang Có trả tiền cho nó đàng hoàng Hoàng nhìn sang cô ta và giật mình Trước nhan sắc mà anh không ngờ Anh buột miệng Cô, cô là Dạ em là Ngọc Hà em đi học ở Sài Gòn Nay về nghỉ hè ở quê Vừa rồi cô nói là quá răng xe có trả tiền Vậy nếu tôi nói tôi không có muốn người đi chung Mà trả tiền cho người cho mình quá giang Thì cô nghĩ sao Cô nàng vẫn bình tĩnh Đó là em nói với những người từ chối cho mình quá giang Chứ còn như xe này thì có cho vàng Em cũng không dám nghĩ như vậy Cách ăn nói giản dĩ của cô gái Đã khiến cho Hoàng cảm thấy gần gũi hơn Em nói ở Vĩnh Long mà cụ thể là ở đâu vậy? Dạ ở ngay thị xã cách chừng hơn cây số. Hoàng reo lên. Ồ gần, gần vườn nhãn thầy tiêu phải không? Cô gái ngạc nhiên. Anh cũng biết nơi đó à? Hoàng cười. Bởi vườn nhãn thầy tiêu là đất nhà tôi. Lần này đến phiên cô gái reo lên. Vậy là liền nhà nhau rồi đó anh. Hỏi ra thì mới biết. Cô gái nhà ở sát bên vườn đất của nhà Hoàng tuy đi học xa lâu ngày mới về một lần nhưng hoàng vẫn còn nhớ có lần anh nhìn thấy ngôi nhà lớn bên cạnh thì ra là nhà cô gái này đúng là cái quả đất này tròn thật mà sao lâu nay tôi chưa từng gặp cô nhỉ em cũng thỉnh thoảng mới về thôi câu chuyện của họ càng lúc càng thân tình hoàng tỏ ra hào hứng khi nghĩ kỳ nghỉ hè này sẽ có được một người bạn mới ngay cạnh nhà anh đề nghị tuần này ngọc hà có rảnh không mình tổ chức một chuyến đi dọc sông cổ chiên qua khi còn chơi cho nó vui Cô nàng có vẻ lưỡng lự Chuyện này để em tính đã Em sẽ trả lời anh Hoàng ngày mai thôi Bởi em về còn có một ít việc Không được Mình còn có tới mấy tháng hè mà em Xe vừa xuống Bắc Mỹ Thuận Thì cô gái xin xuống Em ghé nhà ngoại em rồi chiều mới về nhà Nhà ngoại em ở cầu Trường An này Xin chú tài xế làm ơn ngừng ở đây Cô xuống xe rồi mà Hoàng vẫn còn nhìn theo cho đến khi bóng của ta khuất sau hàng cây ven đường, bác tài xế hình như thông cảm với vị khách của mình. "Cô ấy đẹp quá hả thầy." Hoàng cũng buồn miệng, "Đẹp thật, thầy đúng là cái số hên." Hoàng ngạc nhiên, "Số hên gì anh?" "Thì hên mới cho người quá răng đẹp cỡ đó." Nhìn sang băng ghế bên cạnh, phát hiện chiếc áo khoác của cô nàng bỏ quên, Hoàng kêu lên, "Ồ, cô ấy quên chiếc áo rồi." Bác tài xế rất rảnh tâm lý lên nói, con gái mà quên đồ khi ngồi với trai một là do quá hồi hộp lúng túng hay là cố ý mà như vậy thì thầy hai có cớ để gặp lại cô ấy chứ sao xe về đến nhà đã quá khuya nhưng hoàng vẫn bảo người tài xế dừng xe lại trước ngôi nhà của ngọc hà để quan sát kỹ tuy là sát danh với nhau nhưng cổng ra vào nhà này lại theo hướng khác nên từ nhà chú hoàng muốn sang đây chơi phải đi vào một quãng khá mỏi chân nhà cô ấy đó Hoàng nói đột ngột nên người tài xế không hiểu anh ta hỏi lại Vào nhà này hả thầy? Hoàng chỉ tay tới trước Nhà kia Việc Hoàng về lúc nửa khuya làm cho cả nhà anh mừng và ngạc nhiên Thím ba Hoàng trách Sao về nước mà con không có đánh điện báo trước để cả nhà lên Sài Gòn đón? Hoàng chỉ tay sang người tài xế Có chú này đón con là đủ rồi Rồi anh lại bảo Đã quá khuya rồi anh ngủ lại đây sớm mai rồi về Bác tài xế khoái thác Mới hơn 10 giờ ăn thua cái gì Tôi quen chạy xe đêm rồi Nên bây giờ về cho nó mát Và lại sáng mai tôi còn có mối đi vũng tàu gấp Thôi xin cảm ơn thầy hai và xin kiếu Anh ta vừa lùi xe ra cổng Bỗng như chợt nhớ Ôm còn chiếc vali của cô ấy Hoàng hốt hoảng Ở lúc nãy cô ấy xuống mà mình quên nhắc đấy Bà tím bà Hoàng ngạc nhiên Có cô nào vậy con Hoàng vừa tiếp nhận chiếc vali do anh tài xế mở thùng xe đưa cho, vừa ngượng nghịu đáp lại: "Dạ, một cô gái quá giang dọc đường." Một cách vô tình, người tài xế nói: "Cô ấy nhà cạnh đây mà lo gì? Ngày mai thế nào cô ấy chẳng qua lấy." Bà Thím lại càng thắc mắc thêm: "Ai mà ở cạnh nhà con?" Hoàng đành phải nói thật: "Cô gái ở nhà bên cạnh nhà mình đây, gặp con ở dọc đường quấy quá giang xe." bà thím tròn xoe mắt con nói đứa nào ở nhà nào dạ cái ngôi nhà lớn sát danh nhà mình đấy nhà huyện thời dạ con không có rõ nhưng mà cô ấy nói là ngôi nhà sát nhà mình mà ở cạnh đây thì đúng là chỉ có ngôi nhà này thôi cô ấy tên là ngọc hà bà thím run rẩy thấy rõ trời ơi sao lại có cái chuyện này sao lại bà kêu vào trong nhà con ngọc đâu ra má bảo Ngọc là con gái lớn của chú Thím Hoàng Tuy gọi Hoàng bằng anh Nhưng tuổi thì lớn hơn gấp đôi Từ trong nhà bước ra cô mừng khi thấy Hoàng Anh Hoàng về nãy giờ mà em bị bệnh không có ra được Có chuyện gì vậy anh Hoàng Bà Thím hỏi liền Con còn nhớ con Ngọc Hà ở nhà huyện thời nhà bên cạnh mình không Ngọc đáp ngay Sao không nhớ má Dẫu nó chết cách đây cả chục năm rồi Nhưng mà thời con gái còn với nó chơi thân với nhau mà Hoàng cười lớn Cô em lớn xác của tôi Không phải Hà đó đâu Cô này chỉ có khoảng 18 đôi mươi thôi Ngọc gân cổ cái Nếu là con nhà huyện thời Thì chỉ có mỗi con Hà đó thôi nó bằng tuổi em mà Trong lúc Hoàng còn đang ngơ ngác Thì bà thím ba tiếp tục bằng giọng run rẩy Con về đây nên không có biết Ông huyện thời chỉ có một đứa con gái duy nhất Tên là Ngọc Hà Con nhỏ xinh đẹp nhất vùng Nên là nhiều người theo đuổi Nhưng mà nó chưa chịu lấy ai thì bỗng lăn đùng ra chết khi vừa mới học xong tú tài Nó chết rồi Nhóm huyện tuyệt nổi luôn Bởi chỉ sau đó hai năm Thì cả vợ chồng ông huyện cũng đua buồn theo mặt chết Thế rồi Bà xúc động không kể tiếp được Ngọc phải bổ sung Còn hai người anh của Ngọc Hà nữa Nhưng mà anh làm ở Sài Gòn Nghe nói chơi bời chắc đáng lắm Nên là không bao giờ về quê Do vậy ngôi nhà lớn của ông bà huyện từ đó hầu như bỏ hoang lâu rồi chẳng quá héo lánh nên xứ này người ta hầu như là quên bẵng nó hoàng vẫn chưa tin đó là sự thật để sáng mai tôi đi hỏi ký lại xem quanh đây có ngôi nhà ngói nào nữa không có thể có và cũng có thể có một cô ngọc hà nào khác nữa ngọc cười và lắc đầu nguyên cả cái vùng này chỉ có nhà mình và nhà huyện thời là nhà ngói thôi anh có kiếm đỏ con mắt cũng chẳng ra ngôi nhà thứ ba hoàng bí quá phải đưa chiếc áo khoác ra và nói đây là áo của cô ấy bỏ quên trên xe của anh, còn đây nữa chiếc vali này cũng của cô ấy. lúc này hoàng mới để ý trên vali có đính theo một cái thẻ, trên thẻ có ghi họ tên và địa chỉ. cúi xuống đọc hoàng kêu lên, này em đọc coi có phải dành dành tên và địa chỉ của lê ngọc hà xóm thị xã hàng thái không? cả ngọc và thím ba đều ngơ ngác, sao lại có chuyện này được? thím ba còn nói thêm, hồi đám ta có ngọc hà thím có dự nữa mà mồ mả dòng họ đó vẫn còn chôn trong đất nhà sát danh với nhà mình nếu cần thì mai mốt con qua đó mà coi ngọc nhận xét em nghi là đứa con gái nào đó thẹn đi xe hơi tướng tá bảnh bao nên là bày trò gạt đó anh hoàng ngẩn ra một lúc rồi lẩm bẩm không thể anh đem chiếc vali về chỗ ngủ của mình và vẫn luôn nghe lời bình phẩm phía sau lưng của ngọc mấy chàng công tử có dáng đẹp trai con nhà giàu Lúc nào chẳng bị con gái nó bám theo Hoàng muốn cãi lại nhưng thôi Với anh cách tốt nhất là trực tiếp điều tra Ngọc còn nói với theo Lúc Hoàng bước vào trong căn phòng dành cho anh Căn phòng đó có cửa sổ nhìn thẳng ra bên nhà mà của nhóm huyện thời Trời sáng trăng có thể nhìn thấy dễ dàng Hoàng không hứng thú gì với chuyện đó Nhưng những lời nói của Ngọc Cũng khiến anh không thể nào có thể ngủ được Anh cũng không thể nào không tò mò Với chiếc vali của cô nàng sau vài phút lưỡng lự Nàng bấm thử chốt khóa và mở được Và ly không khóa Những rượu bên trong khiến cho Hoàng ngẩn người Toàn là bộ quần áo mặc nhà Tất cả hầu như còn mới Và chỉ là một màu trắng tinh khiết Hương thêm dịu nhẹ Nhưng mà sức lan tỏa thì vô cùng Hoàng như bị ngất ngây với mùi hương lạ đó Cuối cùng thì Hoàng cũng tỏa nguyện Anh đã đột nhập được vào trong ngôi nhà cổ bên cạnh Đây là ngày thứ ba anh về đây Và cũng không phải khó khăn lắm trước sự dặn dò và theo dõi của bà thím anh cũng như cô em quá tò mò họ lúc nào cũng nhắc đi nhắc lại đừng bao giờ dại dột tìm cách vào trong ngôi nhà hoang đó tuy có vẻ nghe theo nhưng đã hai ngày qua lúc nào họ cũng tìm cách để tiếp cận cho được ngôi nhà thực sự hoàng không hề nghi ngờ về cô gái tên là ngọc hà với anh những chuyện có tính ma quái hoang đường chẳng qua để kể cho vui chứ những gì anh đã thấy đã gặp mới đáng tin Nhất là chiếc vali quần áo Nó là bằng chứng sống Cho thấy người mặc những quần áo đó Không thể là nghi ngờ Cô ta là một cô gái bằng xương bằng thịt Điều này chính linh tính nhạy bén của Hoàng Đã cho anh biết như vậy Sáng nay Hoàng đã tìm cách nói với bà Thím Là anh đi qua làng bên Thăm mấy người bạn cũ Phải chiều mới về Nhờ vậy anh mới rời được khỏi nhà Mà không có sự tò mò của Ngọc Hoàng phải thực sự đi một quãng đường Trên 5-6 số Rồi lén quay lại bằng đường tắt để rồi lẻn vào trong ngôi nhà qua phía cổng sau Tức là cách danh đất của nhà chú thím ba Nghĩ là nhà không có người ở Nên Hoàng cứ đụng đỉnh đi vào bên này Sang bên kia Và sau cùng đi thẳng vào nhà lớn Phải công nhận đây là một ngôi nhà còn lớn rộng Và bề thế hơn cả nhà chú ba Tuy đã cũ và lâu không có người ở Nhưng toàn bộ ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn Và bên trong không có vẻ gì là hoang phế Bước tới đâu Hoàng cũng tỏ ra tiếc rẻ Anh thầm nghĩ một ngôi nhà như thế này mà không có người ở Thì quả là rất buồn Đặc biệt khi đến trước một căn phòng để hé cửa Hoàng đã phải dừng lại Bởi có hương thơm nhẹ nhàng từ bên trong tỏa ra Khiến cho Hoàng phải buột miệng Hương thơm này Anh thấy nó giống y như mùi thơm Từ quần áo trong chiếc dương của cô gái Cô Ngọc Hà Hoàng bật tiếng kêu mà không kịp suy nghĩ Vì vậy anh chắc chắn Người mang mùi hương đó là Ngọc Hà cánh cửa bỗng mở rộng ra và chẳng thấy ai mở vừa khi ấy có một giọng nói đủ nghe phát ra từ bên trong ai tới thì bước vào chứ tôi không thể ra ngoài được giọng nói có vẻ mệt nhọc và hụt hơi hoàng hơi sừng sốt nhưng chỉ thoáng qua rồi anh lấy lại sự gan lì cố hữu bước hẳn vào bên trong đến lúc này thì hoàng sững sờ trước căn phòng bài trí hài hòa và ấm cúng một căn phòng của người sống đang ở hoàng nghĩ như vậy đóng cửa lại bởi tôi đang bệnh không chịu được tiếng ồn bên ngoài tôi cũng sợ ánh sáng lúc này hoàng mới đánh bảo hỏi bà là chủ ngôi nhà này tại sao bên ngoài hoang phế mà bên trong lại một tiếng thở dài tuy nhỏ nhưng hoàng vẫn nghe thấy tiếp theo là một giọng nói lúc nãy lại cất lên cậu đi tìm một cô gái phải không hoàng đáp nhanh dạ đúng bà đây là tôi thì không quan trọng con gái tôi mới đáng nói Vậy ra là cô Ngọc Hà là con gái của bà Một tiếng reo khẽ Đúng rồi cậu Con Hà nó dặn Phải là người biết được tên nó mới cho vào đây Mà sao tới bữa nay cậu mới sang à, Ngọc Hà đâu rồi bác Nó chờ cậu hai ba ngày rồi Bữa nào cũng ngồi trong căn phòng này Chờ cho, chờ cho tới chiều tối Hoàng sốt ruột Cô ấy biết nhà cháu mà Sao không có qua bên đó hỏi Cháu cũng chờ nó có qua hai ba lần Nhưng mà người ta không cho gặp Khiến con nhỏ về ngồi than vắn thở dài Bởi bao nhiêu quần áo nó để bên trong vali Làm hai hôm nay nó mặc quần áo giặt đi giặt lại Hoàng hốt hoảng Ồ vậy để cháu về lấy đem qua ngay Khoan đã Nó đã đi ngoại nó rồi Chiều nó mới về Dạ bên trường An ạ à? Hoàng vẫn muốn chạy về lấy chiếc vali Nhưng người đàn bà trong căn phòng vẫn cố giữ anh lại Cậu đã sang rồi thì hãy ngồi lại đây Tôi có chuyện cần nói với cậu Và không đợi cho Hoàng hỏi thêm Bà ta đã chủ động nói tiếp Cậu muốn hỏi sao mẹ con tôi lại ở trong căn nhà hoang này chứ Dạ Nhưng cậu vào đây có thấy nó đúng là nhà bỏ hoang không Dạ không Cháu đang thắc mắc cái điều đó Một tiếng thở dài nữa Lần này thì nghe rõ hơn Hình như bà ta đến gần hơn tấm màn che ngang căn phòng mà người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong giọng hơi khó nghe nhưng vẫn đủ cho hoàng hiểu được những gì bà đang nói mẹ con tôi là hai người cuối cùng còn lại của dòng họ danh giá và cũng lắm tai tiếng này chỉ bởi bà ngừng lại một lúc khá lâu rồi mới tiếp chỉ bởi tôi mắc chứng bệnh nan y hoàng bật kêu lên thì ra nhưng cậu đừng lo bệnh của tôi nan y nhưng mà không lây Hoàng cải chính liền Dạ y cháu không phải như vậy Cháu chỉ muốn biết là có phải vì cái chuyện này Mà bác giấu tung tích của mình với mọi người không Gần như vậy Nhà thế mà lâu nay tôi được ở yên Chỉ phiền là mỗi lần con tôi về thăm Là nó phải trốn tránh mọi người Không dám ra ngoài Bà lại ngừng nói Mất thêm mấy chục giây nữa Rồi lại tiếp tục bằng giọng trách móc Tôi chẳng hiểu giữa cậu và con gái của tôi thân quen thế nào mà nó lại chỉ cho cậu ở nơi này Đây đâu phải là nơi người như cậu tới Nhất là cậu lại là con của người bên cạnh Cậu là thế nào với cô Ngọc bên đó Bác biết em họ cháu Bỗng người bên trong tấm màn kêu lên thẳng thốt Cậu là con của biện Lý Vĩnh Nghe bà ta gọi đúng tên cha của mình Hoàng quá đối ngạc nhiên Bà, bà cháu chết lâu rồi Sao bác biết ba cháu Trời ơi một tiếng kêu thẳng thốt từ bên trong Khiến cho Hoàng phải hốt hoảng Xuyên nữa anh đã vén màng chạy vào bên trong Cũng may người kia kịp ngăn lại Cậu không được vào đây Tôi hỏi lại Có đúng cậu là con của hai vĩnh không Dạ đúng Cháu là đứa con duy nhất của ba cháu Ông ấy chết lúc cháu mới lên 2 tuổi Nên cháu được chú ba nuôi cho ăn học Cháu đi xa học nên ít về quê Giờ đó ít biết ai ở đây Cháu cũng chỉ quen Ngọc Hà mới đây thôi trong lúc cô ấy quá giang xe của cháu Vừa rồi cậu nói gì Ba cậu Dạ ba cháu mất cách đây 7-8 năm rồi Mất ở bên Pháp Cái gì Hai Vĩnh đi Pháp hồi nào Dạ ba cháu đi một lượt với cháu Qua Pháp được 2 năm thì ông ấy mất Trong một tai nạn giao thông Trôn ở bên Pháp Trời ơi Lần này tiếng kêu trời nghe não lòng hơn Rồi sau đó lại tiếng bật khóc Và tiếng nấc lên từng hồi hoảng hoang mang quá anh chờ một lúc lâu mới dám lên tiếng hỏi bác làm sao vậy có cần giọng của bác ta tỏ ra khá mệt cậu về đi nếu tiện thì lúc nào đó cậu mang dùm chiếc vali của hà qua đây cậu cứ để ngoài cửa cũng được không cần vào tôi cảm ơn cậu sau cô nói đó hầu như hoàng không còn nghe bất cứ động tĩnh nào từ bên trong cánh cửa phòng ngoài nãy do anh tự đóng lại bỗng nhiên mở ra từ từ như người mở Hoàng giật mình nhìn lại thì chẳng thấy ai mở cửa. Anh lên tiếng trước khi bước ra ngoài. "Cháu xin phép về, rồi cháu sẽ mang vali qua ngay." Vẫn không nghe thấy tiếng trả lời. Khi Hoàng bước ra ngoài cửa thì cánh cửa tự động khép lại. Ngôi nhà trở lại vẻ ưu tịch vốn có của nó. Hoàng ra về bằng cửa lúc vào, nhưng anh hơi bất ngờ khi cánh cửa đó đã bị ai khóa lại. Loay hoay mãi, cuối cùng Hoàng mới tìm được một lối ra khác, mà khi lọt ra ngoài rồi anh vô cùng ngạc nhiên bởi chắn ngang lối là một nghĩa địa gia tộc mà từ đó hoàng có thể nhìn thấy nhà chú thím của mình chỉ cách một hàng rào tre đúng như ngọc đã nói đêm trước đây là nơi chôn cất của nhà huyện thời trong số năm ngôi mộ mà có một ngôi vừa nhìn thấy hoàng đã phải buột miệng kêu lên ngọc hà nếu không nghe được ngọc nói trước thì chắc rằng hoàng đã sửng sốt đứng tim anh cúi xuống nhìn kỹ và đọc được dòng chữ ghi ngày 14 tháng 4 năm Ất Sửu. Nhẩm tính xong, Hoàng lẩm bẩm: "Như vậy đã hơn 10 năm rồi, không thể nào." Hoàng còn đang ngẩn ngơ thì ngôi mộ từ bên kia hàng rào tre có tiếng gọi lớn. "Anh Hoàng, sao ở bên đó?" Hoàng nhìn lên thì thấy Ngọc và Thím mình đang tròn xoe mắt nhìn sang, anh lúng túng. "Con, con sang." Ngọc gọi giật. "Anh về nhà liền đi." Có khách ở Sài Gòn ngồi chờ anh bên nhà. Hoàng ngạc nhiên. Khách nào anh có quen ai ở Sài Gòn đâu? Thím bà cũng dục. Người ta chờ hơn nửa tiếng rồi, con mau về đi. Hình như họ sợ hay lắm khi thấy Hoàng đứng giữa ngôi mộ. Ngọc bảo. Hai anh vạch hàng rào về tắt đi cho nhanh. Hoàng không muốn kinh động trong nhà nên anh chấp nhận sự đi tắt không đàng hoàng đó. Khi anh về được bên nhà mình thì Ngọc bảo. Lối đó là của mấy con chó nó chạy qua lâu ngày thành đường đi. Nhưng mà đâu ai dám qua bên đó Thím bà trách Sao còn qua đó có một mình làm gì Hoàng đành phải nói Còn tính kiếm cô gái để trả lại chiếc vali Cũng may là gặp Cả thím ba và Ngọc đều sửng sốt Gặp ai Hoàng như chợt nhớ mình chưa tiện nói ra Anh nói lặng sang chuyện khác À ai đợi vậy Ngọc chỉ tay vào trong nhà Một cô gái nói là bạn của anh Cô ấy ngồi đợi lâu lắm rồi Em có nói là chưa biết lúc nào anh về Thì cô ấy bảo là đợi tới giờ nào cũng được Hoàng bước nhanh vào trong nhà Nhờ vậy tránh được câu trả lời của thím ba Vừa bước vào tới phòng Anh đã phải kêu lên Kìa Ngọc Hà Người khách đang ngồi đó Chính là cô gái quá giang xe Là Ngọc Hà Cũng may là lúc đó Không có thím ba và Ngọc sâu lưng Nên sự sừng suốt của Hoàng Và câu nói của cô gái không ai nghe được anh đừng gọi em là ngọc hà em chỉ nói là bạn ở sài gòn về anh cứ gọi em là thủy ngọc thủy em muốn được gặp anh một chút để nói chuyện rồi đi ngay không phải bận tâm không kịp hỏi nguyên do thì ngọc đã bước ra cô mau miệng nói may cho cô chứ ông anh của em mà đi thì như chim trời cá nước đâu biết cái giả về thôi hai người cứ ngồi nói chuyện đi để em đi làm cơm đẻ khách cô gái vội xua tay Dạ em xin cảm ơn Em có việc phải đi ngay Em ghé chỉ để lấy chiếc vali bỏ quên hôm trước Không có kịp ăn cơm đâu Ngọc tròn mắt ngạc nhiên Sao bữa trước anh Hoàng nói chiếc vali này là của cô Ngọc Hà nào đó Cô gái gỡ bí cho Hoàng Có lẽ anh Hoàng nhớ lộn Vali này là của em Anh Hoàng cho em xin lại chiếc vali Xe đang đợi em ở ngoài lộ cái Hoàng nhìn cái nháy mắt kín đáo của cô nàng Anh không nói gì thêm đi vào trong phòng lấy chiếc vali nhận xong nàng ta cáo tự đi ngay lúc này hoàng buộc phải chạy theo nhưng nàng ta đi thật nhanh mới đó đã biến mất sau lùm cây cố chạy đi một đoạn thì màu áo trắng của cô gái hình như lẩn khuất trong hàng rào nhà huyện thời hoàng ngẩn người khá lâu mãi cho đến khi nghe tiếng ngọc sau lưng cô ấy đẹp quá trời luôn sao anh không có ga lăng chạy theo sách nặng dùm cho người ta hoàng cười gượng Nàng ta đi nhanh quá tôi chạy không có kịp nữa là Tùy cố tránh nhưng cũng không khỏi sự tò mò của Ngọc Cô ấy là ai mà sao anh không có giới thiệu gì hết Người đẹp và dễ thương cỡ đó Sứ mình may ra chỉ có con Ngọc Hà ngày xưa Hoàng nhìn sức Ngọc Cô nói Hà nào Thì Ngọc Hà con gái ông huyện thời Bạn của em ngày xưa Hồng nhan bạc phạch Chứ nếu không thì Khi sắp vào tới nhà Ngọc chợt kéo Hoàng đứng lại Chắc anh không có biết về chuyện ba anh với cô Ngọc Hà đó Hoàng như bị điện giật Anh lay vai của Ngọc Cô nói gì Nói lại cho tôi nghe xem nào Chuyện này má không có cho nói Nhưng mà thấy anh quan tâm đến nhà bên huyện thời Nên em nói riêng cho anh nghe Ngày xưa lúc bác hai Tức là ba anh còn ở đây Thì giữa hai người có mối quan hệ Hai người nào Thì bác hai với con Ngọc Hà Chợt nhớ lại mấy tiếng kêu trời ơi lúc nãy Của người đàn bà giấu mặt hoảng sững sờ có chuyện ấy sao ngọc vẫn tiếp tục kể bác hai lớn hơn cô ấy ba chục tuổi lại là người có vợ cho nên rắc rối mới xảy ra cuối cùng bác hai phải bỏ lên sài gòn rồi ở đây ngọc hà thất tình phát điên và ngọc còn đang kể dở dang thì từ trong nhà tím ba gọi vọng cơm khét hết rồi con khỉ này đâu rồi ngọc vụt chạy vào trong nhà nói với lại để chiều em kể tiếp cho nghe Hoàng vẫn còn bàng hoàng Sao lại có chuyện này Hoàng không thể nào quên tiếng thẳng thốt của người đàn bà Bất giác anh thốt lên Không lẽ bà ấy Rồi trước sự ngạc nhiên của Ngọc Hoàng chạy một mạch về hướng ngôi nhà cổ Anh tìm lối vào không khó như lúc đầu Nhưng do quá nóng lòng Nên Hoàng có cảm giác là bước chân của mình còn quá chậm Cuối cùng Hoàng cũng lọt được vào bên trong khác với lần đột nhập lúc nãy lần trở qua lần này hoàng tìm mãi không ra căn phòng mà anh đã gặp người đàn bà giấu mặt kia có đến bốn năm gian phòng cái nào cũng giống nhau và đều khóa kín hoàng có muốn gõ cửa gọi thì cũng không dám anh tần ngẩn khá lâu rồi quyết định gõ đại một cửa phòng mà anh nhớ láng máng là phòng lúc nãy nhưng không có ai lên tiếng chợt anh giật mình quay lại nhìn bởi đâu đó phảng phất mùi hương thơm như mùi quần áo trong chiếc vali không lê gõ hết cả mấy căn phòng hoàng đi lần về cuối nhà bỗng anh nghe trong căn phòng bên tay phải có một âm thanh gì đó lọt ra ngoài đó là tiếng khóc rõ ràng bên trong là tiếng khóc rất khẽ vọng ra mà không phải là một hình như có đến hai người cùng khóc hoàng không dám thở mạnh anh áp sát tai vào cố để nghe cho rõ đến khi xác định là bên trong có người đang khóc thì hoàng cố nghe cho bằng được những gì họ nói nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nào khác ngoài tiếng nức nở Chờ một lúc lâu Bỗng có một tiếng thét từ bên trong Má Rồi thôi không có gì tiếp theo Lúc này Hoàng không còn kiên nhẫn được nữa Anh tung mạnh cửa vào Cánh cửa bật ra Và đúng là căn phòng hồi nãy Nhưng bây giờ tấm màn ngang tre đã được kéo qua Để lộ ra hai cái mộ xây nằm song song với nhau Và bên thành một ngôi mộ Đang mở nắp có một cô gái đang phụ phục Vừa cất tiếng khóc cả người run rẩy Ngọc Hà Tiếng tông cửa chưa làm cho cô gái bật dậy Nhưng khi Hoàng gọi tên Ngọc Hà Thì cô gái đã hốt hoảng xoay người lại Và mất thăng bằng suýt ngã Cô đúng là cô gái vừa nói chuyện với Hoàng xong Bên cạnh cô còn có chiếc vali đang nằm dưới chân Ngọc Hà Hoàng lặp lại và bước tới gần Có lẽ anh sợ cô bị ngã Nhưng cô nàng đã đưa tay ngăn lại Anh không nên tới đây làm gì Má em đang Bỗng nhiên nàng lảo đảo lần này không còn gượng được nữa và đã ngã vào trong hố huyệt đang mở nắp hoàng nhanh hơn đã lao tới chụp được cánh tay đang chơi với của hà anh kéo lại và giữ cô trong vòng tay nhưng chưa kịp đưa cô lại chỗ dựa thì bóng mắt của hoàng chạm vào bên trong hố huyệt trong đó có một thi thể còn nguyên vẹn đang nằm im hoàng chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi đỡ người ra lần đầu tiên hoàng biết thế nào là cảm giác sợ anh không sợ ma mà chỉ bất ngờ về một xác chết nằm trong cũng vừa khi ấy cô gái tỉnh lại cô đưa tay đóng nắp quan tài và giải thích người đó là mẹ em bà ấy đã chết lâu rồi hoàng ngạc nhiên chết đã lâu rồi sao thi thể còn nguyên và đó là bí mật mà chị em và mẹ biết bất chợt hoàng hỏi phải là bà ngọc hà kinh ngạc bởi câu nói của hoàng cô gái hỏi lại sao anh biết không trả lời hoàng hỏi ngược lại Cô có biết một người tên là Vĩnh Hai Vĩnh không Lần này thì cô gái tròn đôi mắt Kinh ngạc tột độ Sao anh biết ông ấy Bởi người đó là cha ruột của tôi Câu nói của Hoàng như một tiếng sét đánh vào tay cô gái Cô chỉ tay vào ngôi mộ bên cạnh Vừa run rẩy hỏi Anh nói là người này Lúc này Hoàng mới kịp nhìn xuống đầu ngôi mộ Và đến lượt anh sừng sốt Sao, sao lại là mộ của ba tôi trên bia mộ ghi rõ mấy chữ nơi đây nguyễn hữu vĩnh biện lý vĩnh đền tội hoàng không tin vào mắt của mình bà tôi chôn bên pháp sao lại có mộ ở đây sao bà tôi lại đền tội bất chợt cô gái quay qua chiếc mộ vừa đóng nắp cô gào thét lên sao lại như vậy hả mẹ tại sao mẹ bảo là con làm chuyện này khi biết anh ấy là anh của con hoàng ngơ ngác cô nói gì cô là rồi anh chợt nhớ lời Ngọc nói Hoàng kêu lên Bà tôi và Ngọc Hạ Mẹ cô là Cả hai nhìn nhau và im lặng kéo dài Giờ từng trang giấy cũ trong chiếc dương Chứa toàn thư tử và sổ sách Ngọc Hà vừa kể Mẹ em vừa sinh em ra chưa đầy tháng Thì bà bỗng phát căn bệnh lạ Chẳng ai biết bà bị bệnh gì Chỉ thấy mẹ tự rút vào trong phòng riêng Rồi cấm mọi người không được vào Lúc ấy ông bà ngoại em còn sống Họ là gia đình giàu có bậc nhất ở xứ này Nên đâu có thầy bà Thuốc thang gì Mà họ lo không nổi Vậy mà mẹ em nhất định không cho chữa trị Mẹ dọa mọi người Là nếu không để cho bà tự yên Thì bà sẽ tự tử Ông bà ngoại sợ quá nên là chiều theo ý mẹ Ngày ngày lo cơm nước đưa vào cho mẹ Chuyện ấy kéo dài cũng được mấy năm Lúc ấy em còn nhỏ đâu có biết gì và được gửi đi một nơi khác để nuôi dưỡng. Đến khi em được 10 tuổi thì lần đầu tiên được trở về nhà và gặp mẹ. Đúng ra thì em lén tìm gặp bà, chứ ông bà ngoại không cho, sợ em bị lây bệnh của mẹ. Và đó cũng là lần đầu tiên em biết mẹ mình với hình hài chỉ còn da bọc xương. Bởi vì suốt trong những năm tháng mẹ cáo bệnh rút vào trong phòng kín, tách biệt với thế giới bên ngoài, để cho mọi người ngỡ rằng mẹ bị bệnh nan y thật ra mẹ đã chuẩn bị cho mình một cái chết nên bà chỉ ăn uống cầm chừng chứ bà không hề bị bệnh gì hết lần đó khi gặp em mẹ đã ôm em vào trong lòng khóc suốt một buổi không cho em ra ngoài để rồi mẹ lấy hết những gì đã viết trong những năm tháng sống biệt lập đưa cho em dặn là chỉ mình em đọc mà thôi và mẹ cũng bắt em phải hứa là thay mẹ trả thù một người đàn ông dặn xong thì mẹ em chết trên tay của em Hoàng nghe tới đó thì chặn lại Người mà mẹ em bảo trả thù Có phải là ba anh không Cô gái gật đầu Đúng Mẹ em bảo cả cuộc đời của mẹ Đã giao chọn cho người đàn ông đó Nhưng ông ấy đã phản bội mẹ Sau khi hay tin mẹ có thai Thì ông ấy đã cao chạy xa bay Không đoái hoài gì tới bà đang đau khổ Lâu ấy em còn quá nhỏ Để hiểu những chuyện ấy Em chỉ biết đau khổ vì mất mẹ nên tính đem chuyện mẹ dặn nói lại với ông bà ngoại Nhưng em chưa kịp nói gì Thì ngay khi ấy mẹ đã hiện hồn về gào khóc Ngăn không cho em nói ra chuyện riêng của mẹ Cũng từ đó Đêm nào mẹ cũng hiện hồn về Mẹ nói sẽ ở bên em cho đến khi nào nhìn thấy Em trả thù được người đàn ông đó Lúc em lớn và hiểu biết Em có phân tích cho mẹ nghe Dẫu sao người ấy cũng là cha ruột của em Nhưng mẹ nhất quyết không nghe bà nói người đàn ông đó là kẻ bạc tình vô trách nhiệm thì không xứng đáng được gọi là cha mẹ cứ gieo vào đầu em mỗi ngày như vậy cho nên em cũng nghiễm hận thù và chính em đã xây hai ngôi mộ trong căn phòng riêng của mẹ khi ông bà ngoại vừa mất ý của mẹ là hai ngôi mộ ấy một dành cho mẹ nằm còn cái kia để dành cho ông ấy bà đã hiểu lầm ba bà nghĩ rằng ông đã phản bội bà để chạy theo hình bóng khác Chứ bà đâu có biết rằng Chính do ông ngoại của em Sau khi phát hiện ra mối tình vụng trộm của ba anh với mẹ em Ông ấy đã âm thầm vận động Đút lót tiền với một viên chức người Pháp Đẩy ba anh đi một chỗ thật xa Để ngăn không cho ông liên hệ với mẹ em nữa Đó là nguyên nhân Khiến ba anh đứt liên lạc với mẹ em Cho đến ngày ba anh vì quá phẫn trí Đã quyết định bỏ xứ mà đi Trong những ngày ở Pháp Ông đã từng nói với anh Là đã bị một người đàn bà phản bội đã có những ngày sâu nặng với ông mà còn bỏ đi lấy chồng khác có quyền thế hơn ngày đó anh không hiểu gì nên cũng không có ý trách người đàn bà kia nhưng khi về đây và nhất là vừa rồi được gặp mẹ em thì anh bắt đầu hiểu có lẽ tất cả do ông ngoại bày ra để nhằm chia cắt hẳn cha mẹ chúng ta ngọc hà cũng gật đầu em hiểu hết rồi và mẹ cũng hiểu bằng chứng là mấy chữ mẹ vừa viết lên vách huyệt đã cho thấy mẹ hối hận mẹ bảo rằng trong đời của mẹ chỉ có sai lầm một lần mà là sai lầm tệ hại nhất đó là đã hiểu sai về ba ngọc hà nhìn hoàng với ánh mắt chờ đợi sự cảm thông cả mẹ và em đều không hiểu đúng về ba mong anh đừng giận em cũng khẩn cầu cho vong hồn của ba hãy tha thứ cho mẹ và cho em hoàng chặn lời anh nghĩ ba không còn giận đâu anh hứa lần này trở về pháp anh sẽ tìm cách đem hải cốt của ba về đây và nếu em đồng ý thì anh xin được mai táng ba ngay bên cạnh phần mộ của mẹ nhưng như chợt nhớ ra hoàng hỏi tại sao xác mẹ em nằm đây mà ngoài vườn lại có ngôi mộ để tên của mẹ nữa đó là ý của mẹ và do em làm mẹ không muốn ai biết thế giới riêng của mẹ trong căn phòng này cả rồi còn cái tên nữa sao mẹ là ngọc hạ mà em cũng tên đó cũng là ý của mẹ Lúc sinh em ra có tên là Thanh Thủy Nhưng sau này mẹ lại đổi cho em mang đúng tên của mẹ Mẹ bảo cái tên Ngọc Hà chỉ chết có một lần vì ngu dại Cả tin Còn Ngọc Hà còn lại trên thế gian Phải làm ngược lại Phải khiến cho đàn ông ngu dại Cả tin và trả thù họ Em thú thật Chính mẹ đã mách cho em biết lần trở về này của anh Bảo em phải tìm cách tiếp cận với anh Đưa anh về đây gặp mẹ Chị em đâu có ngờ anh lại là Hoàng cười vỗ vai của nàng đâu có ngờ, suýt nữa em đã hại chết người anh cùng cha khác mẹ của mình phải không? nhìn xuống chiếc vali hoảng thắc mắc, anh có tò mò và biết trong vali của em quần áo chỉ toàn là màu trắng, vậy là sao? chẳng lẽ em không bao giờ mặc quần áo màu khác? Ngọc Hà im lặng một lúc rồi đột nhiên bật khóc, Hoàng hốt hoảng: em sao vậy hà? bây giờ mọi việc đã rõ ràng rồi, chúng ta sẽ cùng lo cho nhau, anh hứa sẽ bù lại những gì ba đã làm cho em thiệt thòi anh em mình sẽ cùng thờ phục cha mẹ đột nhiên ngọc hà chụp lấy vai của hoàng khóc nức nở suýt nữa thì em đã hại anh rồi anh biết không nghe lời của mẹ em tính sau khi hại chết anh thì em sẽ vật trong phòng này cùng nằm chết với mẹ những quần áo màu trắng này là em tự lo để tầm liệm cho mình hoàng vỗ về em gái mọi việc qua rồi em bây giờ lúc mình phải vui lên chứ anh không trách gì em cả mà chắc là anh thương em nhiều Và anh thấy trách nhiệm của mình cũng nặng nề hơn Nhưng anh hứa Anh sẽ dành mọi sự tốt đẹp nhất cho em gái của mình Anh em của họ cùng siết chặt tay nhau Suốt buổi chiều hôm đó Họ ở mít trong căn phòng với hai ngôi mộ Và tối hôm đó Hoàng quyết định đưa Ngọc Hà với bên nhà chú ba để giới thiệu Hai anh em thức nói chuyện đến gần cả đêm Bên nồi cháo gà do Ngọc nấu chiều đãi Ngọc Hà đã vui miệng kể Mẹ là một hồn ma nhưng từ khi mẹ hiện về bên em Chưa bao giờ em nghe mẹ nói là sẽ hại ai bao giờ Có lẽ mẹ là một hồn ma duy nhất hiền lành như vậy Ngọc chân vào nói Má của chị ngày trước cũng hiền lành dễ thương lắm Em chơi lâu nên là biết mà Ngọc Hà nghe Ngọc gọi mình như vậy thì vội xua tay Sao cô lại gọi cháu như vậy Cháu là con gái của mẹ, bạn cô mà Ngọc cười rồi nói Một đằng là con của bạn nhưng mà trong huyết thống thì chị là vai chị của em đó chị là con gái của bác hai mà chị chỉ nhỏ hơn anh hoàng thôi chứ với em thì chị là chị của em đấy đêm hôm đó